그렇구나. Nghe tiếng sấm có cơn bão đi qua, lo cho cha mà lòng con như dậy sông. Cha đã trải qua mấy mươi mùa biển đông, nghe như ngọn đèn rồi sáng giữa trùng nhớ mặt ông cha ơi, gió trùng dương mùa này thôi lành. Cha nơi hải đảo xa xôi chỉ có sóng biển hàn nguyên bầu bàng giữa muôn trùng. Cha dần gọi tên mẹ và con, khi hải đăng còn đứng tựa ngôi non, tỏa sáng đêm đêm về đỉnh núi tiễn đường, thì cha còn ở giữa trùng dương rác ngọn đèn. Khi cha đi tìm cha vẫn còn nhịp đập, thì cha còn những nơi tìm cả trùng dương. Những lúc cô đơn cha trải lòng với biển, gọi hải âu từ bốn phương chung trời. Cha ngồi nhớ giờ hôm già nước biển xanh, hỏi sao cha lại chọn cái nghề đúng gác hải đăng. Cha nói nghề nào cũng vất vả gian nan, quan trọng là mình có định tính và tình yêu dành cho nó. Con hiểu rồi, cha ơi, về thứ tình yêu đó là tình cảm cha dành cho mình. Tự hào của cha là người đứng gác hải đăng, dù lắm hiểm nguy cha vẫn kiên trì không ngại đi. Giữ cho ngọn đèn đêm rọi sáng, để dân con tàu về bên được bình an. Và bây giờ thì bạn hãy lắng nghe những lời chia sẻ từ huấn luyện viên của bạn. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thúy Trân. Cô Trân xin được kính gửi đến tất cả quý vị đại biểu, quý khán giả
cùng hội đồng nghệ thuật để chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý Trân nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một cái đêm thi hết sức là lý thú đối với tất cả các thí sinh, và cả chặng đường chui vào vòng cổ này đã cho các thí sinh của chúng ta đã có rất là nhiều trải nghiệm và những thử thách thật là ý nghĩa. Riêng Nguyễn Văn Khởi thì em đã may mắn được trời ban tặng cho một cái giọng hát rất là đẹp, rất là dễ thương, truyền cảm và có động lực mỗi khi em vào chồng con vòng cổ. Và chị Trân biết rằng mỗi khi mà các em hoàn thành bất cứ một tiết mục nào, các em phải nỗ lực rất là nhiều, nội là phải học thuộc lời thoại, rồi thuộc bài ca, rồi tìm cách sắp nhịp, sắp câu ca, phối hợp động tác và diễn xuất vân vân rất là nhiều, mà chỉ có vỏn vẹn vài ngày thôi các em đã làm được điều đó thì hết sức là đáng trân trọng. Chị có Trân mong rằng Khởi sẽ cố gắng tiếp tục giữ gìn và phát huy những gì em đang có, cũng như ham học hỏi và chịu khó hơn nữa. Chúc cho em con đường nghệ thuật sắp tới sẽ thật nhiều may mắn và thành công. Chúc mừng. Của mình bằng chính những cái phần thi, và giờ sẽ làm phần nhận xét đánh giá của hội đồng nghệ thuật qua hai phần thi của Nguyễn Văn Khởi. Xin mời. Thật ra tôi thích cái dáng này của bạn, mà hai tuần rồi đó là huấn luyện viên của bạn là cứ cho bạn gắn râu. Như vậy là hơi thiệt thòi cho bạn đúng không? Chứ về nói nha, tức là cả trích đoạn và cả bài ca. Thì cái phần ca đó thì như là nghệ sĩ Quý Trân đã nói rồi, tức là rõ ràng là bạn được trời cho và bạn có một cha mẹ như thế nào đó mà cái thần với cái khí đó, cho bạn có một cái giọng ca mỗi khi bạn cất lên thì mọi người nghe cảm thấy giật mình và nhìn thấy bạn là một cái viên ngọc quý cho cái nghệ thuật cải lương sau này. Tôi nói như thế để bạn trân trọng cái thân thể của bạn, bạn trân trọng cái giọng ca của bạn, và bạn trân trọng tổ quốc quê hương. Bởi vì bạn có biết không, trong 4 tuần mà chúng tôi ngồi đây, chúng tôi nghe những cái lời mà tác giả viết cho bạn và huấn luyện viên mà huấn luyện các bạn, chúng tôi thấy rằng nghệ thuật cải lương từ văn học cho tới hình thức cho tới âm nhạc, đó là một cái giống quý tuyệt vời của tổ quốc Việt Nam. Và chúng tôi cảm ơn cái chương trình Vương Vàng. Chúng tôi không thấy rằng đây là game show, đây là một quy trình rất đàng hoàng để bảo vệ và phát triển văn hóa của dân tộc. Tôi muốn giọng ca quý của bạn hiểu được điều này để bạn biết trân trọng. Cảm ơn bạn. Khởi hôm nay lúc trích đoạn em vừa đoạn khúc hay vần cổ thì cũng được. Cái vô đó, tức là cái câu vô em biết lấy chưa hoàn hảo. Em còn có những cái chữ mà bắt đầu qua là chưa tuyệt vời so với những điểm ngày trước cùng lớp chụp, nhưng mà trông vẫn tốt. Nhưng mà hơi đặc biệt hôm nay đi em hơi không bằng như hơi trước, hơi không bằng. Nhưng mà thứ gì anh tích yêu giọng ca em đã, cái tiềm lực em có trong tương lai, anh thấy cái đó, anh thấy cái đó, cho nên là anh rất vui mà anh chị Tuyết và anh Vương ngồi đây mà chấm điểm cho các em. Còn về cái bài ca đó, em vô lại tốt hơn, tuy mới ha, mới bắt được thăm, nhưng mà em vô thì khỏe ha, và vô nó ngọt hơn. Đến đầu. Nói chung ra em ca bài ca là đã Phật tốt, mặc dù cái xuống sẽ yếu chứ, nhưng cũng chẳng sao à, chẳng sao, vì em có tiền lực, em có, tức là giọng hay giọng khỏe thì không có gì lo ngại hết, sợ hơi không hay thôi. Vì cho hai phần thi em, anh chúc mừng. Anh nói à, nhưng nó trước đi. Nói đi, nói đi. Còn một viên nữa mà nếu tôi không nói thì nó không ổn lắm. Tức là tối nay tôi thấy là bạn hơn á, là vì sao? Bởi vì huấn luyện viên của bạn đó, diễn chung với bạn, hai người rất đẹp đôi. Cảm ơn. Tôi
Nói chứ nghệ sĩ, ưu tú Thanh Tuấn đòi hỏi em hơi nhiều quá. Tôi thấy tôi cũng nói thêm mà chứ không đòi hỏi nhiều quá, chắc em làm chưa được đó, từ từ. Ha. Nhưng mà em vào cái bài dòng Kim Lan rất hay, hay lắm. Dòng cổ cũng hay, mà hay nhất là em cầm cái bài bản đó. Cầm bài bản của em ca thì nó là tuyệt vời. Chúc em giống như anh vậy đó. Cho nên là đề nghị vô lại cái giọng Kim Lan đi. Còn anh Thanh Tuấn anh đòi hỏi đó, để sau cái chuông vàng này rồi đó em càng thoải mái, em càng hay hơn, em phải hay hơn nước thì mới là chuông vàng nữa. Chứ em cái này á, chúng tôi chỉ nhắc nhở cái chuẩn của cái bài dòng cổ để em ca như thế nào cho nó chuẩn. Nhưng khi không còn thi nữa em ra ngoài em phải ca bốc lên, bốc lên, sáng tạo lên, thấy không? Tạo những cái mới, cái hay để giữ mãi. Cảm ơn em, thưa đây này nè. Tôi vừa hỏi là vừa em nghe làm rồi. Tôi không hề gọi, tôi không tắt. Tôi hỏi thở là cái nào hay, cái nào cũng hay. Thì kết hợp, chứ tôi chưa đổi một cái gì của thở. Anh vừa nghe, anh đang nghe lại. Dạ. Để chị em ra lại, em vô lại cái giọng Kim Lan đi nha. Dạ. Thuộc không? Những lời nhận xét của hội đồng nghệ thuật giống như là tích lửa cho bị bất cẩn.